đây có rất là nhiều váy đẹp cho các chị yêu luôn ha. Cả nhà ơi vào like ngay để mà săn sale giá rẻ nha. Đầu tiên thì em có một cái đầm sơ mi lụa cho mình. Em này xếp ly nè, chân váy xếp ly toàn bộ từ trước ra sau luôn, hoa văn đẹp, màu này sang ha. Rồi chốt đơn cho em luôn mẫu đầu like nha. Mã số sản phẩm cho em váy này sẽ là 1517 nha cả nhà. Em mặc trên người mã số sơ mi 1517 nha, 139.000 đồng cho em váy, em còn size M nha. Shop chỉ còn size M cho mẫu váy của em thôi. Chị yêu nào khoảng tầm là 40 cho tới là 50, 40 đến 50 cân mình chốt đơn ạ. À. Đúng rồi chị yêu ơi, size M nhà em là khoảng tầm 50 cân quay đầu, tùy vào số đo mỗi chị, em sẽ chọn cho mình cái size cho nó phù hợp nha. Rồi, bây giờ chị nào ưng ý sản phẩm này của em bình luận ngay trên like này luôn để được giảm giá nha cả nhà, ngoài like không sale nha. Mua trễ là hết sale với chị ơi, giờ còn mấy cái size M thôi, chốt cho nó hết luôn. Giá sale tương tác nha, 139.000. 139k mẫu đầm em mang ạ. À. Có chiếc eo chị, chiếc eo ở đây. Chiếc eo cao ở trên này xong rồi phía dưới nó xòe, chị nào có bụng không lo lộ luôn. Em đứng nghiêng mình coi, xòe rộng lắm. Xếp ly này là gấp đôi bình thường luôn, xòe rất là rộng cho em ha. 139k cho em mẫu đang mang nha, mã số là 1517 cho em ạ. Đây để em ghim giá dưới cho mình. Này. 1517 cho em mẫu váy đang mặc nha, 139.000 rồi, shop còn size M cho các chị luôn. 40 cho tới 50 cân, cái này của em màu nó phải màu trắng tươi nha, nó là dạng trắng kem. Trắng kem, trắng sữa nha cả nhà, 139 giúp em ha. Chị yêu nào thấy like chấm bài cho em được không ạ? À? Ai đang xem live stream của em chấm bài tương tác cho em. Rồi muốn em lên mẫu nào nữa, bình luận bên dưới em giới thiệu lần lượt từng mẫu cho mình luôn ha. Đây 139 mà nó đẹp rồi mấy chị coi. Bao giá toàn thị trường luôn. Bình thường em bán mẫu này là 350. Like cũ các chị xem là 350. Hôm nay sale có 139.000 nguyên cái đầm sơ mi dài cho mình qua gối. 1m60 em đang là phủ gối nha. Chị nào chưa có lên đơn sớm giúp em ha. 1517 nha cả nhà, 1517. Rồi 40 cho tới là 50 cân vừa. Tiếp tục bây giờ em sẽ qua một em váy khác cho mình nữa nha. Đây, lên tiếp một em đầm cũng đang sale giá rất là rẻ cho các chị mình luôn ha. Tiếp theo em sẽ lên cho mình một em váy. Một em váy body nha cả nhà, body nhung dập ly nha, em này cũng sale nè. Em mang mấy màu, em mang có một màu à. Nếu mà chị thích kiểu xếp ly á, chị thích kiểu đầm sơ mi ly á, em có cho mình họa tiết thổ cẩm nè, nhưng mà hoa văn khác, chất liệu khác nha. Đây, thêm một em xếp ly nữa là họa tiết hoa văn thổ cẩm cho em. Em này xếp ly họa tiết bell nè. Em sẽ cầm cho mình xem vài mẫu coi là thích cái nào thì em sẽ giới thiệu cho mình ha. Rồi cái này là xếp ly họa tiết hình học. Đó màu trắng cho em. Đây ba mẫu còn cái là bi. Xếp ly bi cho em nữa. Rồi bốn mẫu sơ mi ly. Thích cái nào em lên cho mình cái đó. Em này sẽ là bi nè, sơ mi bi xếp ly nè. Rồi sơ mi xếp ly màu trắng cho em nha. Cái này sẽ là bell ha, còn cái này là hoa thổ cẩm. Đó, mình thích mẫu nào em giới thiệu luôn nha, nhiều mẫu lắm. Em mặc trên người là 1517 nha, nhưng mà em còn có size M cho mẫu váy này thôi. Em này 60 cân hổng vừa chị Thu ơi, 50 cân quay đầu cho em nha, dưới 50 chốt đơn, sale còn 100 bao nhiêu, 139.000. 139.000 đồng cho em mẫu váy đang mang, nhớ đặt hàng nhanh tay em tư vấn cho mình luôn ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Rồi, bây giờ em qua mã. À mà cái trắng hả chị, sơ mi trắng. Cái trắng thì nó học, ủa, cái trắng hình học này hay là cái trắng hoa phía sau em? Nếu mà cái trắng hoa tím này là không có xếp ly nha, xè trơn. Còn nếu chị thích cái này nó xếp ly nè. Em này thì xếp ly cho mình có dây eo. Mẫu này xếp ly có dây eo, đây size của em để em giới thiệu cho mình luôn. Cái trắng thích xếp ly em có mẫu này full size hơn rồi, ok dễ lựa. 40 cho tới 65 cân đều sẽ vừa cho em ha. Dạ em mang là lụa nha chị Ngọc ơi, em mang là sơ mi lụa nha chị. 1517 là sơ mi lụa, giá là 139 nha. Em chỉ còn cho mình là size M thôi. Rồi tiếp theo mẫu váy này cho em nha, em này đền trắng ạ. Đây, em này sẽ có tông nền màu trắng và có phối cho các chị là họa tiết hình học nha. Em này đủ size nè. Sơ mi em mang thì sẽ có đủ size cho các chị mình lựa chọn luôn, từ 40 cho tới là 65 cân.
Rồi, bây giờ chị yêu nào 40-65 cân cho em, mình chốt một này, cũng xếp ly cho em. Màu này trẻ ha, chân váy xòe nha, xếp ly xòe cho em luôn. Sao mời chị duyên tình lấy mẫu nào chốt lại giúp em nha. Mới mặc là 1517 nè. Em mới mang là 1517 chị yêu ơi. Đây, cái đầu lai em mặc 139.000 nha, còn ít lắm nên là chị nào mà vừa chốt sớm. Em không có về thêm, hết là hết luôn á, cố gắng mình nhanh tay giúp shop. Rồi, mẫu em mang 199, em này bù lại đủ size. Em này bù lại sẽ có 4 size cho mình lựa chọn luôn. Đầm này của em chứ chiếc form 2 lớp ạ. Form váy xòe dài cho em nè. Đây, em cao 1m60, các chị thấy form đầm không? Dài cho em là qua gối nha cả nhà, có kèm dây eo. Mẫu này mà không có sợ bị rộng nha. Nếu mà mặc rộng của mình cột vô cho em là xong. Ví dụ như là chị nào mà bình thường mặc rộng mà phải đi bóp eo á, thì mình chọn những cái mẫu có dây sẵn như thế này thì không cần phải đi sửa ha. Mình rộng mình chỉ cần thắt cái đôi cho em phía trước hoặc thắt cho em cái đôi phía sau, đó là ok nha. Rồi, 199.000 cho em cả nhà ơi, 199k cho em mẫu đang mang nha. Sơ mi màu trắng cho em nè, dễ thương, sang, xịn mịn, trẻ, màu này mặc trẻ. Em đứng gần mình xem, chất chiếc phòng. Em này von luôn, em này von, em đầu tiên lụa nha. 1517 em mới mặc là lụa, còn cái này là chiếc phòng nha, chiếc phòng, chính xác là chiếc phòng cho em. Hai lớp, chân váy xếp ly, mã này đủ size, có 199 thôi. Nguyên một cái đầm đẹp như này, hai lớp dáng dài 199.000 đồng. Size ML, XL và 2X đủ size cho các chị yêu luôn. Nè, chuẩn mẫu chưa? Nhận hàng được kiểm tra nha. Mua váy nhà em mình sẽ được kiểm hàng trước khi thanh toán luôn. Em sẽ giao đến tận nơi cho các chị, không cần đi đâu hết. Đây, đủ size cho em. Đầm hai lớp khóa sau, mã này không có túi. À mà cái xếp ly nè, mấy cái đầm sơ mi ly em đều không có túi nha. Cái nào xè trơn á thì còn có, còn mà xếp ly rồi á là không có mang túi nha mấy chị. 199k mẫu em mặc được không nè, đủ size đủ số luôn. Chỉ sale trên line thôi, không áp dụng giá bán này bên ngoài. Chị nào ưng nhớ chốt liền trên line giúp em. Đầm này đầm chiếc phong nha. Mã cho em là một tôi tự nhiên cái mới đầm mới đọc xong cái quên ngang luôn á trời. 14 mẫu đầm em đang ngoài trên người đây là mã số 1461 cho em nha. Tự nhiên quên ngang hông luôn á. 1461 cho em nha cả nhà ơi. Sale còn 199.000 đồng ạ. Đủ size cho mình từ 40 cho tới là 65 cân nha. 199 để em ghim giá. Rồi, 199k cho em váy này, hai chiếc vông hai lớp cho em khóa sau. Đẹp, hàng đẹp, chuẩn mẫu, nhận hàng kiểm tra cho em. Bao giá toàn thị trường cho cái chị luôn. Rồi, xong chiêu qua mã nè, một màu nha. Em này chỉ có một màu thôi, cố gắng mình lên đơn sớm giúp em. Đủ size, đủ số từ 40 cho tới 65 cân nè. Eo chị 82, size nào em, size 2XL cho em nha. Eo 82 chốt giúp em là size 2X nha. Rồi em qua mã cho mình luôn, cái này 199 ạ. Đầm em mang theo 199.000 đồng, shop chị còn. À shop có đủ size, quên cái đầu tiên mới hết size thôi. Còn mã này là full size cho em, ML, XL và 2X luôn. Với 65 cân cho em thì mình cứ chốt nha. Rồi, vest không? Vest chấm bi thì em thấy hôm giờ cũng có nhiều chị, ôi da, cũng có nhiều chị khác hỏi nhưng mà nó lẻ size nè. Cái em đầm vest bi này cái chất nó có co giãn á, cho nên là tuy là em còn size M nhưng mà nó co giãn tầm khoảng 52 cân, 52-53 cân mình mặc vẫn được nha. Chấm bi, lên một cái đầm chấm bi nha cả nhà. Chấm bi em cũng nhiều lắm đó, bi xòe, bi ôm gì đợt này về rất là nhiều mẫu luôn. Em mới về một cái đầm bi body, em có bi sơ mi rồi mới thêm một cái bi body về cho cái chị nữa. Em này sẽ là bi cổ vét ạ. Hàng này em lẻ size rồi nha, sell hết là em sẽ bỏ mẫu luôn. Đây, em này mã số là 1500 nè. Tuy là size M nhưng mà chất liệu này của em là poly, nó có độ co giãn ha. Đây các chị coi, eo 72-74 mặc được cho em nha. Eo dưới 72 á là đẹp với thoải mái luôn á. Rồi, vest cho em, đầm bi cổ vest mã số là 1500 nha cả nhà. Bi cổ vest 1500. Đây, mẫu bi em mặc trên người là 1500 nha, sale 129.000, trời ơi rẻ không? Chất mưa ly co giãn cho em luôn. 129k cho em vải đang mặc nha. Không đẹp là không lấy tiền với chị luôn, chất rất là xịn nha, vải co giãn mặc mát nữa.
sale luôn 129k cho em nè nhà ơi, chốt đơn liền tay. Chốt đơn liền tay cho em luôn. Chất liệu co giãn nè, đầm này có túi luôn. May kèm hai túi và khóa kéo phía sau lưng ạ. Tuy là size M nhưng mà em mặc nó vẫn còn dư nhiều lắm. Mẫu này chị nào eo 72 hoặc tối đa 74 vẫn được. 74 là kiểu vừa sát luôn rồi. Còn mà kiểu đẹp mà thoải mái thì tầm 72 cho em nha là sẽ ok. 129 nha chị Tuyết ơi, 129k cho em. Vét bi nha, vét bi 1500 50-52 kênh quay đầu cho em mình chốt ạ. Sale 129.000 trong like luôn. Sale 129.000 trong like luôn. Chị nào ưng cho em mình lên đơn sớm nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè. Có vét trơn hả chị? Có luôn. Vét trơn chị thích, chị thích màu màu hồng á, màu hồng cam không? Màu hồng cam hay là chị thích màu nâu? Em có cho mình hai cái vét trơn nè. Một là em màu nâu súp ly. Đây, vét này của em đang đủ size nè nha. Nếu mà cái bi của em mình thích mà không vừa ha, mình tham khảo cho em đây cái màu nâu. Màu nâu này là vét súp ly nha. Đó, súp ly đều tăm tắp luôn. Em còn một cái nữa cho mình là vét trơn. Mã này thì sẽ là xè nhẹ chữ A, trơn không súp ly và đổi lại thì có đính kèm cúc. Đó, một hàng cúc ở phía trước, khóa thì vẫn nằm sau nha. Hàng cúc trước là em trang trí cho mình thôi. Màu này nó hơi hồng hồng cam cam một xíu. Còn màu này là màu nâu. Súp ly là màu nâu cho em. Đó, thích mẫu nào bình luận em giới thiệu cho mình luôn. Cả hai em này đều còn đủ size. Chỉ có cái bi em mặc là nó qua đợt, nó hết hàng rồi. Nó còn có size M thôi. Chị nào ưng cho em mình chốt ạ. 129.000 đầm bi chị nào lấy không? Size 2X hả chị? Size 2X bi em hết rồi. 2X mình lấy cho em hai cái vest mới em mới cầm đi nha. Lựa mẫu đi em lên cho mình xem. Mà em mang mã mấy? Dạ 1500 mới chị. Em mang là 1500 mà chị Ngọc An chốt 1500. Đây, chốt đơn luôn cho chị Ngọc An 129.000. 129.000 đồng nha. Lên đơn sớm sẽ có size vừa nha, em còn size M thôi. 50-52 kênh quay đầu cho em mình chốt ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha. Chất liệu là poly, họa tiết bi nè, không có bao giờ lỗi thời hết. Đầm bi không bao giờ qua được, cái chị yên tâm mặc luôn. Mua là mặc hoài, mặc hoài nào chán thôi chứ không có sợ lỗi thời ha. 129k cho em mẫu đang mặc nha, giá xe 129. Rồi em qua mẫu nha. Đó, mình có muốn em lên mẫu nào thì cứ để lại thông tin ở phía dưới giúp em. Rồi em sẽ thay lần lượt từng mẫu cho các chị yêu xem luôn. Tiếp theo em có một em đầm. Ủa cái này còn hàng không ta, để em xem coi. Cái màu cam này cũng xinh nè. Cam này đuôi cá em có ba họa tiết lận. Đuôi cá này em có tới 3 màu luôn. 3 màu 3 hoa văn khác nhau. Để em xem coi cái nào còn à. Trong 3 màu. Ôi màu cam em còn size M thôi. Cam em còn size M nè. Em có 3 họa tiết lận xanh với lại da beo. Đó, cùng form, ba cái này cùng form nha. Nhưng mà quan trọng là nó khác cái hoa văn. Nó khác cái hoa văn nha. Không để em xem coi cái nào nhiều nhất. Trong ba cái nào nhiều nhất thì em sẽ giới thiệu em mặc lên form cho mình xem. Tại vì ba cái nó cùng một form á. Cái xanh này đi. Cái xanh này là còn số lượng tương đối hơn một chút xíu nha. Đó, xong rồi mình nhìn cái form em mặc rồi cái chị mình lựa màu ha. Tại vì ba cái này nó cùng một form á. Nếu mà có thời gian một chút em mặc luôn hai màu còn lại, tại hai cái đó lẻ size rồi. Mỗi mã nó còn có 1-2 size à, có cái xanh này nó còn nhiều hơn một xíu. Em mang là vải poly á chị, bi em mang là poly. Đầm body màu đen có luôn, đen đuôi cá. Em có đen đuôi cá với lại đen ren. À hai cái đều ren, cái ren đuôi cá với cái ren ôm. Một cái ren đuôi cá với lại một cái ren ôm suông á, chị thích kiểu nào nè? Đuôi cá thì em mới về nó sẽ có đủ size hơn. Cái ren suông thì hiện tại em chỉ còn size M thôi, nhưng mà mẫu đang sale rẻ. Trời ơi bù qua sớt lại mấy chị. Được cái này nó mất cái kia mấy chị ơi, cái ren đẹp cực kỳ luôn, ren gân nổi. Nem sale có 99.000 à, nhưng mà nó còn có size M thôi. Nó chỉ còn có size M thôi. Còn cái đuôi cá mới thì 300 hơn, nhưng mà được cái đủ size. Chứ nó mới nhất ha, nó mới về. Còn em kia lẻ size qua được. Đó, mình thích mẫu nào? Thích đuôi cá không? Đuôi cá thì đủ size hơn, nhỏ to gì cũng có. Còn cái ren suông thì em còn size nhỏ nha. Chị nào dưới 50 cân á mà thích body em lên cho mình cái ren sale 99.000 đồng. Không đẹp, không lấy tiền luôn. Chất đẹp cho em đàng hoàng. Sale nhưng mà bao chất, bao kiểm hàng nha.
Rồi đây, đuôi cá em mặc nè, em này chữ A chứ không phải body. Màu xanh em mang sẽ là dáng đuôi cá chữ A nha. Mã số cho em là 1501 nha cả nhà, 1501. Rồi hiện tại mẫu này em còn cho mình là 3 size ha. Von kim tuyến nè, von kim tuyến cho em nha, hoa và có kim tuyến nổi nè. 1501 em còn, em còn cho mình là, trời, 4 size mà cái số lượng nha, cái chị ơi ít lắm, 8 size M. Em đọc luôn cái số lượng để mình tham khảo nha. Em còn 8 size M, 3 size L, 4 size XL và còn lại là size 2X trên dưới 30 cái nữa. Rồi sale luôn 100 bao nhiêu đây? 169.000 đi. 169.000 đồng cho cái chị luôn. Dáng đầm chữ A đuôi cá. Em này von có túi. Hai lớp, hai túi cho em màu xanh nhưng mà xanh nhạt. Xanh nhạt không kén da nha. Tay cũng có phồng phồng xíu nè. 169.000 chốt đơn cho em luôn. 169.000 đồng. Chị nào 40-65 cân cho em có hàng nha. Rồi chuẩn bị em qua mã nữa nha. Mấy mẫu mà ít ít em sẽ mặc nhanh ha cả nhà. 169. Đó. Em có màu cam nữa nha, hai cái này cùng với lại cái form em mặc luôn. Mình thấy cái màu xanh em mặc form như nào thì cái cam với lại cái da beo lên y vậy luôn ha, khá khỏa tiết một chút. Nếu như thích màu cam á, cam em còn size M thôi à. Màu cam em còn size M thôi nha cả nhà ơi. Ủa cái size cái kia đâu rồi nè. Màu cam em còn size M nha, dưới 50 cân cho em mình trốn nè. Màu cam shop còn size M, mã số là 1498 nha. Đem cầm cho mình xem ha, cái form y chang cái xanh em mặc luôn á. Đó, mình ưng cái form này rồi thì mình xem hoa mình lựa giúp em. Màu cam còn 12 cái size M. Cam còn 12 cái size M nha, dưới 50 cân. Chốt cam lấy giúp em là 1498. Lấy màu cam chốt mã giúp em 1498 nha cả nhà, size M 12 cái cuối. Rồi còn da beo thì còn được 2 size ML. Da beo chút có thời gian em mặc nha, còn 2 size ML nha, beo 1325. Beo đuôi cá mã số 1325 cho em nha, sale 100 bao nhiêu đây, 69.000 luôn. Da beo còn 2 size ML nha cả nhà, form giống em mặc cũng là von 2 túi. Von 2 lớp 2 túi luôn ha, cũng 169. Rồi chị nào thích beo, chút giúp em beo là 1325 nha. Em đọc lại mã số nè. Beo là 1325, 6 còn M và L. Màu cam sẽ là 1498 thì chỉ còn size M thôi. Có cái xanh em mặc là còn đủ size hơn một chút xíu, size 3-4 cái mà vẫn còn đủ size. 40 cho tới 65 cân, cái chị chốt màu xanh giúp em. Mã số 1501, 169.000, ổn không? Ừ, cái nào lên đơn nha, em tư vấn nè. 1501 nha cả nhà. 1501 cho em nha, sale luôn với giá tiền là 100 mấy đây. 169.000 đồng cho em đuôi cá chữ A có kèm túi nè. Em lên một cái ren sale 99, đợi em xíu em lấy cái mới mặc cho mình luôn. Rồi em thấy có chị khách hỏi em đầm body đúng không? Em có cái mã ren này nè, nó còn có vài cái cuối cùng thôi. Thì hôm nay em sale luôn 99.000 nha. Nhưng mà chị nào phải size M cho em nha cả nhà. Đầm ren này em hết size lớn rồi nè. Em chỉ còn size M thôi nhưng mà đẹp, họa tiết rất là đẹp luôn. Ren gân. Ren gân, cái chị xem gần giúp em cái hoa văn nè. Đó, cái tay nó giận sóng nha cả nhà. Tay giận sóng xuất sắc chưa? Đây mình nhìn cho em cái chất ren đi, đẹp như này mà em sale 99 nè. Giá bình thường bao nhiêu? 350. Bình thường mẫu này trên like của em là 350 nha. Nay lẽ size rồi, chỉ còn M thôi. Đây, hàng mới cho các chị mình luôn. Nhận hàng là hàng mới như này, tem mạc nhãn mát đầy đủ cho em nha. Em mặc trên like như nào, nhận hàng cho em giống như vậy. Mình được kiểm tra trước thanh toán nha. Khi mà mua váy nhà em, các chị sẽ được kiểm tra hàng nha. Em chào chị Bi Nguyễn ạ. Rồi, sale 99.000 nha, cái váy này xinh lắm. Bảo đảm với chị luôn, nhận hàng không nghĩ là mua được cái giá 99 đâu. Em bao chất cho mình luôn, chẳng qua là nó lẻ size nè. Giờ chị nào dưới 50 cân cho em mình chốt nha. Size lớn em hết rồi. Size lớn để chút em lên kiểu khác. Nếu mà thích ren body một chút em lên kiểu khác cho mình. Chứ mẫu này nó chỉ còn size M thôi. Dưới 50 cân vừa cho em nha cả nhà. Đợi em xíu nha. Rồi,
ren body cho em nha, dưới 50 cân cho em mặc vừa bộ đầm body này luôn. Chất liệu là ren gân nổi nha, em còn cho mình size M thôi. Size M dưới 50 cân, eo dưới 68, quay đầu cho em nha. Đây, body nha cả nhà, form lên đẹp ha, chất nè. Cái em này nó là dạng ren dày dặn nha, tại vì hoa của nó gần như là hoa gân nổi hết luôn. Đó nên là cái vải ren nó sẽ dày dặn hơn. Còn nếu như chị nào thích dạng mà ren mềm á thì em sẽ có cái ren đuôi cá. Em mới về một mẫu ren đuôi cá thì nó sẽ là dòng ren mềm. Chị nào thích ren mềm thì đợi em một chút nha. Đây, thích ren mềm thì lựa cái đuôi cá này của em nè, đuôi cá ren mềm. Còn em mặc đây sẽ là ren ôm chân váy hút chì. Đó, chất liệu là ren gân nổi cho em ha, vải dài dặn luôn. Rồi 99.000 cho em mẫu này. Mã số là 1510 cho em nha, shop còn size M nha cả nhà. 1510 cho em mẫu váy đang mang, shop còn size M sale luôn là 99. Size M thôi nha, size lớn em hết rồi. Chị nào size lớn mà thích cái váy này là cũng không có lên đơn được đâu, tại vì thà là size lớn hơn, thà là cái chị mình thấy cái đầm nó còn size lớn hơn mình có thể lấy về sửa eo. Chứ còn đầm mà nó đã nhỏ hơn cái size của mình mặc là thua, không có nới ra được nha. 1510 cho em váy đang mang. Đây, 99.000 cho em form nè. Tay nó sẽ có giận sóng, cái chân váy cái chị thấy nó có giận sóng nha. Đó, chân váy ren nó cũng sẽ có giận sóng cho cái chị mình luôn ha. Đi tiệc, đi chơi cho em là sang. Với lại màu đen cái chị mặc nó cũng sẽ trông gọn dáng nữa ha. Màu đen không có sợ là lộ bụng nhiều nè. Mã số 1510 với chị Ngọc Trinh ơi, em mang nè. Ren nổi nha, 1510 ren gân nổi. Sale là 99.000 nha cả nhà. Tiếc ghê, không có size lớn. Em thấy là có tới 2-3 chị là lên đơn mã 1510 của em size XL rồi 2X nè. Không có nha cả nhà ơi, chỉ còn size M thôi. 50 cân quay đầu cho em mình chốt nè, đẹp mà rẻ đúng không? Khóa sau lưng giúp em nha, form lên chuẩn mẫu luôn. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Em mặc trên người là 1510 nha, size M. Chị nào size M cho em thì chốt. Còn nếu mà size lớn thì mình đổi qua cái mẫu mới đi. Em mới về cái mẫu này, đầm em mặc là của đợt trước rồi. 1510 em mang là không phải mới về, mà em đã bán nó hết hàng luôn rồi. Em này là về của đợt trước nha, còn sót lại có vài cái đem sale 99.000 lấy tương tác. Mẫu này mới là mẫu mới nè. Cái đuôi cá này mới là hàng mới của nhà em, để em lên thử mình xem nha. Em mặc là 1510, chỉ còn size M thôi. Tri âm luôn là 99.000 cho chị nào xem live stream tối ngày hôm nay của em nha. Dưới 50 cân hoặc eo dưới 68 là ok ạ. À, rồi, hai size lớn thì đợi em xíu nha. Em có cái đuôi cá này cho mình nè. Cái đuôi cá này là dạng là ren mềm nha. Nó không có đứng form như cái ren vừa rồi. Mẫu này nó sẽ là dạng mềm thước tha cho mình. Mã số 1543. Đây. Em này thì cũng là dáng body nhưng mà là body đuôi cá cho em. Ở dưới nó sẽ có cái tình đuôi cá vạt xéo nha. Đuôi cá này em may vạt xéo cho mình nè. Các chị thấy cái chất nó mềm không? Nhìn là thấy nó mềm rồi đúng không? Nó có cái độ co giãn cũng nhẹ nhàng luôn. Đây, một em đầm ren màu đen nữa ha. Mã này là một cái kiểu dáng hoàn toàn khác nha cả nhà. Chị Mỹ Diệu cho em số điện thoại nha. Mã này là một cái kiểu hoàn toàn khác luôn. Rồi, mã số sản phẩm cho em 1543 nha. Đây, đủ size. Riêng em này thì shop có đủ size nên là các yêu cứ thoải mái lựa chọn luôn nha. Dưới 65 cân cho em là 66 cân cũng được. Dưới 65-66 cân cho em mình chốt nha cả nhà ơi. 1543 cho em mẫu đang mang. 1543 cho em mẫu đang mang nha. Shop em có cho mình là đủ size, hàng mới về là đủ size. Mẫu nào mới thì yên tâm ha, nhỏ to gì cũng có hết. Rồi, chị yêu nào 40 cho tới 65 cân cho em mình chốt nha, sale luôn 349. 349.000 đồng cho em này luôn. Dáng đuôi cá nên là mình mặc nó cũng không có bị là ôm bó đâu. Kể cả em mới mặc cái dạng kia nó không phải đuôi cá thì nó cũng có sẽ tà. Mấy đầm body của nhà em hầu như là cái nào mình mặc nó cũng thoải mái hết trơn á. Không những là lên form đẹp mà mình còn phải thoải mái nữa nha. Mình đi đứng, mình di chuyển nó cũng phải dễ. Chứ không phải kiểu mặc vô mà ôm bó sát đâu. Này, mình thấy em bước đi không? Rất là dễ luôn, không bị cảm giác là bó buộc khó chịu nha. Rồi, form đuôi cá này cho em 1543 ạ. Ren đuôi cá mẫu mang 1543 nha, đủ size, chị nào đặt luôn là 349 nè. Tại shop em đang bán là 450 nha, nếu mà qua trực tiếp cửa hàng. Màu đen mặc lúc nào cũng sẽ gọn dáng trong tất cả các màu. Màu đen là cái màu tôn da gọn dáng nhất luôn.
Rồi, sale cho em mẫu váy này nha, 349.000 đồng. Size L hả chị? Size L L74 cho em nha. Size L cho em đầm nhà em size L L74 nha. Mấy cái mẫu mới cái chị nhận hàng cái khóa nhiều khi nó hơi cứng rồi, khóa kéo xíu nha. Nè, em mới mặc xong này các chị coi đẹp không? Trong đúp lót nè. Đầm hai lớp cho em luôn, đai ren gân nổi xịn sò không? Cái tay nó sẽ giận sóng như thế này. Cái chân váy ở dưới nó cũng sẽ có giận sóng cho mình luôn. Đây, chân váy nè, cũng giận sóng cho các chị. Đây là cái mẫu em mới mang nè, size 99 mà em bao mấy chị luôn. Là không nghĩ là mua được cái đầm đẹp như vậy đâu, thiệt, 99.000 thôi. Trải nghiệm liền cho em nha, nếu mà chị nào size M mua đi mấy chị ơi, nhắm mắt mua cũng thấy lời luôn á. Đây, em mới mặc cái đầm 99.000, các chị xem gần ren giúp em ha, 1510 nè. Ren gân nổi nha, 1510, 99.000, chỉ còn size M thôi. Rồi, xong cái mẫu kia nha. Qua wow, mẫu đầm đuôi cáo của em là một cái sản phẩm mới của đợt này ha. Giá sẽ là 349 nhưng mà bù lại thì em này là hàng mới về, đủ size cho mình lựa chọn luôn. Đó, 40 cho tới là 65 confirm lên đều không? Siêu gọn dáng luôn nha. Thiết kế cho em là đuôi cáo vạt xéo ạ. Bên trong đúp lót không sợ mỏng nha. 40 tới 65 cân cho em vừa. Em này đi tiệc thoải mái. Đi tiệc, đi chơi, đi làm gì cũng được luôn. Giá là 349.000. 349.000 đồng cho em thôi. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm giúp em. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha. Rồi, đầm này đẹp nè, đầm này cũng gần hết rồi nè. Cái mẫu này cũng gần hết rồi. Bữa giờ có chị nào chưa kịp săn cái váy này không? Cái đầm hoa dài cổ chéo này của em nè. Dạ, đen em mặc thì đủ size nha, đuôi cá đủ size. Đuôi cá đủ size cho mình 40-65 cân luôn á chị. 65-66 luôn. Cái đèn này nó cũng có co giãn nhẹ. Đây em mang nó có coi giãn nhẹ nha, 65-66 cân được luôn. Chị nào ưng thì chốt đơn nha. Nhớ là bình luận trong bài like này giúp em, tại vì bên ngoài sẽ không được giảm giá. Nếu như mình qua trực tiếp shop thì hơn 400.000. Ở trên like có 349 à, cũng tiết kiệm đâu đó tầm cả 100.000 khi mà mua trên like nhà em rồi ha. Nhớ chia sẻ like cho em 3 lần nha. Rồi, lên váy hoa. Thích váy hoa thì bên em bao la luôn. Đầm hoa dáng dài cho mình. Em này sẽ có size cho mình từ, để em xem coi. Em nhớ hình như nó hết một size rồi. 1538 à, MLXL, em hết 2X. Mẫu em mang là 1538, em còn 3 size nha. 40 tới 60 cân cho em ha. Đây, von nha mấy chị, đẹp không? Von hoa dáng dài cho em nè, dài thước tha luôn. Em cao 1m60 nha. Váy này nó dài cho em là qua bắp chân. Rồi, hai lớp đầm xòe hai lớp cho em. Cổ này là cổ chéo, mình có thể tùy chỉnh được nha. Những cái váy mà cổ chéo á, cái chị mặc nồi mình thích kính hay hở là do mình tùy chỉnh luôn. Có thể mặc kính hoặc hở tùy theo sở thích luôn. Rồi em này sale ạ, 1538 cho em mẫu đang mang. Mã số sản phẩm là 1538. Em còn 3 size cuối là ML và XL. Sale 299 ạ. 299.000 cho em, chất liệu là von nha. Hoa nhí hả chị? Ok, hoa nhí. Hoa nhí chị thích có cổ không? Thích có cổ sơ mi không hay là hoa nhí không cổ nè? Em đang có mấy mẫu hoa nhí cổ tim với lại có cái hoa nhí cổ sơ mi nữa. Mình thích kiểu nào, có cổ đi làm không hay là váy không cổ mặc đi chơi bình thường thôi? Em nhiều kiểu hoa nhí lắm. Nhưng mà cũng lẽ sai. Cũng lẽ sai nữa nha. Đầu này của em 299 à, 3 size cuối cùng nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Nhanh tay em tư vấn mà chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Đầm em mặc trên người đây sẽ là 1538 nha cả nhà. 1538 cho em ha. Nếu mà hoa nhí nha mà thích có cổ thì em sẽ có hai mẫu này. Đây, hoa nhí sơ mi em có hai mẫu này cho mình. Một em hoa nhí nền xanh, một em hoa nhí nền trắng. Đây là có cổ. Đi làm á, nếu mà mấy chị thích mặc được cả đi chơi cả đi làm luôn thì mình chọn sơ mi nền trắng hoặc là nền xanh, hai cái đầm hoa nhí nè. Rồi, còn mà thích không cổ nha, thích không cổ em có cho mình là hoa nhí màu đỏ nè. Hoa nhí màu đỏ cho em nè, hoa nhí màu đen nè. Hoa nhí đỏ, hoa nhí đen và hoa nhí màu cam nữa, cái màu cam đâu rồi ta? Hoa nhí màu cam nữa nha. Đây, hoa nhí màu cam. Đó, ba mẫu hoa nhí, cái này cổ tim nha, ba mẫu này là cổ tim cho em. Rồi thích kiểu nào, cái cam này tay lỡ nè,
cái cam này cái tay nó dài hơn hai cái còn lại ha, các chị thấy không, cái đen với cái đỏ tay ngắn giống nhau, có cái cam tay nó dài hơn một xíu đó. Mình ưng kiểu nào thì bình luận bên dưới em sẽ thay theo ý của mình luôn ha. Rồi còn mẫu em mang sale 299.000 nha chị Hoa Lê, cho em số điện thoại nè. Mẫu em mặc là 1538 nha, 1538. Em đang có cho mình là 3 size, dòng này không có túi nha các chị, không có túi, xè trường thôi, bên trong đúp lót và trong có lót khóa sau và không có túi ạ. 299.000, 3 size cuối cùng cho em, dài ơi là dài luôn á. Thích ngắn thì lên like được nha chị Mỹ ơi, không sao, lên like không sao, nhưng mà em thấy mẫu này để dài đẹp, kiểu như đi chơi, đi du lịch mặc mấy cái đầm dài dài cho nó thước tha ha. Rồi ba mẫu hoa nhí của team nhà em nha, vàng, vàng nè, đen trắng nè, với lại là màu đỏ. Đó, muốn coi mẫu nào nhắn em nha. Rồi chuẩn bị em qua mã nữa nè. Muốn em lên đầm nào tiếp theo cứ bình luận cho em ở phía dưới nha. Mẫu em mặc là 1538 ạ. Đầm này bình thường là 350 ở trên line, nay sale 299. Hôm nay sale còn 299.000 cho các chị yêu luôn. 60 cân quay đầu cho em mình chốt hết 2X rồi. 1538 em mặc đây còn ML và XL nha. Chất liệu cho em là vải von ạ. Em còn 3 size là ML, XL nha. 40 cho tới 60 cân rồi. Xong cho em qua mã nè. Muốn em lên mẫu nào không? Hoa nhí, thích cái hoa nhí sơ mi này không? Em thấy mẫu này đẹp nè. Mẫu này đẹp nhưng mà nó lẻ size mất tiêu, còn size nhỏ. Em này thì size nhỏ, em này thì size lớn. Hai cái sơ mi này nó ngược với nhau. Cái nền xanh thì em còn size M. Còn cái nền trắng này nè thì em còn XL với 2X. Đó, bây giờ chị nào size nhỏ lấy cái xanh cho em, size lớn lấy cái trắng cho em nha. Rồi, ưng màu nào nhắn em. Bây giờ em qua mẫu tiếp tục ạ. Lên tiếp một em đầm xem nữa nha. Rồi ưng mẫu nào cứ bình luận cho em mã số sản phẩm nha. Hôm nay dồn đơn 600.000, mình sẽ được free ship đến tận nhà nha. Ngoài đơn hàng cái chị mình mua đã được giảm giá ra thì tổng 600 em vẫn sẽ free ship đến tận nơi. Tiếp tục em qua cho mình một em đầm xem nữa đây. Nói chứ đầm xem thì bao lai rồi, không thiếu đâu. Thích em lên mẫu nào cứ bình luận bên dưới cho em. Đây, lên tiếp cho các chị yêu một em váy cũng đang được sale với giá là 169.000 đi. Đầm lông công nha. Em này phải mua một cái về bỏ tủ cho em đi mấy chị, đi chơi mặc đẹp lắm. Mẫu này mà lên hình thì thôi luôn á, siêu nổi cho em luôn. Rồi 1493 nè, 169.000 thôi. Sale hổm giờ mấy bữa lẻ size mất tiêu rồi. 1493 em mang còn 2 size ML nha. ML thôi, hết size lớn rồi. Hôm qua có size lớn phải không? Hết trơn rồi đấy không? 1493 em còn 2 size ML dưới 55 cân, sale 169.000 luôn. 169.000 đồng cho em nha, mã số sản phẩm cho em nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Rồi, em mặc trên người mã số sản phẩm là 1493 nha. Mẫu váy em mang còn 2 size cuối cùng là M và L. Em còn 2 size cuối cùng là M và L nha cả nhà. Chị nào khoảng tầm 40 cho tới là 55 cân nha thì mình chốt ạ. Chất liệu là von nha, lông công em mang chất von hai lớp. Cổ tròn tay ngắn cũng có phòng ở trên vai áo luôn ha, 169 thôi. 2XL còn hôm em hết rồi chị. Hôm kia em like là nó còn được mấy đơn hết trơn rồi, giờ sạch bách luôn, giờ còn M với L cho em. 1493 đầm von ạ, 169.000. Chị nào thích váy xòe, thích váy xòe mà thích màu lạ lạ một chút xíu thì lấy cho em này là ok luôn. 1493 nha, 1493 2 size ML nha, 40-55kg. Mà hết em cũng sẽ bỏ mẫu luôn chứ không có về thêm nữa nha. Cho nên mình là cố gắng lên đơn thật là sớm giúp em nè, có túi. Đầm von 2 lớp 2 túi ạ, form dài qua gối cho em. Chân váy xòe che bụng tốt, chị nào thích mặc đầm xòe mà họa tiết lạ lạ nổi nổi thì chốt cái này nha. 1493 chị Ngọc ơi, chốt lại giúp em ạ. 169.000 đồng duy nhất trên like của em ngày hôm nay thôi. Rồi, ưng mẫu nào thì bình luận cho em nha. Nhanh tay còn chậm tay hết, em không có về thêm. Cái nào mà thấy em báo hết là hết luôn á, chứ không có chờ may thêm đâu. Đợt sau em về kiểu khác. Qua đợt hàng sau em về kiểu khác, hoa khác, chứ đâu có về thêm kiểu này đâu. Đó, cho nên là ưng là phải chốt đơn liền nha. Thấy đợt nào có mẫu bình ưng là phải chốt gấp giúp em. 1493 nè, 1493 xe 169.000, đầm von 2 lớp. Đầm von 2 lớp có khóa phía sau lưng ha. 169k cho mẫu em đang mặc nha. Hoa nhí nền trắng thì em chị mặc size XL rồi, ok chị luôn. Đây,
Hoa nhĩ nền trắng này sẽ dành cho chị nào size lớn từ 55 tới 65. Còn cái nền xanh này thì sẽ dành cho chị nào size dưới 50 cân nha. Xanh nó chỉ còn size M thôi. Chị nào size M chốt cái xanh đi. Xanh cũng đẹp lắm. Bây giờ size lớn thì em lên cái trắng nè. Trắng em còn 2 size XL 2X nha. Đây. Rồi tiếp theo một em đầm sơ mi hoa cho các chị nữa nè. Đây cả nhà ơi, sơ mi hoa nhí nha. Sơ mi hoa nhí mã số là 1524. Em này nền trắng cái gì thấy mặc lên cái là thấy da trắng liền không? Cái màu này không có kén da luôn á, có túi luôn nè. Nhưng mà mẫu này một lớp nha. Hoa nhí em mang là một lớp ạ. Nền xanh em còn size M, chị duyên tình mình đợi em xíu nha. Em lên cái trắng trước. Trắng là 1524 cho em nè. Em này là trắng hoa màu xanh xanh cam cam nè, 1524. Rồi sale luôn với giá tiền bao nhiêu đây? 249.000 cho em, sóc còn size ML. Ồ em nhầm XL 2X. Sóc còn 2 size là XL và 2X ạ. Chị nào từ 55 cho tới 65 cân cho em mình chốt nha, còn 2 size lớn á. Khoảng 55 tới 65 cân cho em nha. Rồi em mang vải gì? Cái này của em nó là dạng vải tôn á chị, vải tôn mềm lắm. Một lớp không mỏng nha. Nè em mặc nè, trên này có gì đâu thấy màu gì đâu. Một lớp hai túi và có khóa sau. Em hết size nhỏ rồi chị Luyến ơi, size nhỏ mình size nhỏ đợi em xíu đi. Size nhỏ em mặc cho mình coi, cái màu nền xanh nó sẽ còn size nhỏ nha, còn nền trắng em mặc nó chỉ còn size lớn thôi, XL 2X thôi. 55 tới 65 cân cho em ạ. Này form dài, cũng là một em đầm dài qua gối luôn, có kèm túi cho mình, xuất sắc chưa? Sale 249.000 đồng nha. 1524 nha. Sơ mi em mặc mã số 1524. Size 2X, đầm này eo khoảng 84 cho em, ok, size chuẩn luôn. Có cổ đi làm mặc được nè. 1524 em còn XL và 2X cũng là một cái đầm xòe. Nhưng mà form này form xòe nhẹ, không có quá xòe rộng, không có xòe quá rộng nha. Nên là chị nào mà không thích xòe phòng này kia thì yên tâm, mẫu này mặc vẫn rất là ổn luôn. 1524 249.000. 1524 249.000 đồng cho em vải đang mang luôn ha. Em có cho mình là size XL và 2X nha. Đó, chị nào size lớn thì chốt cái này cho em. Size lớn thì phải lấy cái màu này, tại vì màu xanh em hết size lớn. Đây, chuẩn bị lên màu xanh, xanh lại dành cho chị nào size nhỏ. Bây giờ là mình không có lựa chọn được được hai cái nữa rồi á. Ai size nhỏ thì lấy màu xanh, lấy cái này là phải bóp eo. Chị nào size nhỏ mà thích cái mẫu em mang nè, được, nhưng mà phải bóp eo lại, phải sửa lại cho em mới được nha. Còn cái xanh này là chỉ còn trai size nhỏ thôi, dưới 50 cân cho em, màu này đẹp. Em này là hoa nhí nền xanh, còn em đang mang là hoa nhí nền màu trắng nha, nó khác nhau ha. Mẫu đang mang là 1524 ạ, 249.000, bây giờ em qua cái này luôn. Lên nốt cái sơ mi hoa nhí còn lại cho mình luôn. Sao không ghim giá được ta, đợi em xíu nha. Có hai cái hoa nhí sơ mi ạ. Sơ mi còn, hoa nhí còn nhưng mà không cổ, không có cổ. Còn có cổ là có hai cái này thôi. Còn lại sơ mi hoa của em là hoa to nha. Em vẫn còn sơ mi hoa nhưng mà hoa to hoặc là thổ cẩm được không? Còn hoa nhí thì chỉ có mỗi hai cái này thôi. Đây. Lên hoa nhí nền xanh, chị nào size nhỏ mình chốt cho em mẫu này đi. Em còn size M cho mình ha, 40 cho tới 50 cân mấy chị. Xòe luôn nha, để giờ ô này giờ lên xòe nhiều ha, để chút về lên body tiếp. Chị đã thích body không? Hay là mình thích em mặc đầm như nào? Ôm, suông, xòe, bình luận cho em ở bên dưới nha. Đây, nền xanh đẹp luôn đúng không? Cái nào lên cũng đẹp hết trơn á. Quan trọng là mình ưng màu nào, với lại là cái nào nó có cái size của mình thôi. Như mẫu này là hết size lớn rồi. Chị nào size lớn mà chốt cái hàng cũng không có giao được đâu, em không có hàng. 1514 ạ. Đổi qua em hoa nhí nền xanh, em này chất liệu là vải von cáp, được may 2 lớp nha. Này 2 lớp cho em. Hoa nhí nền xanh em may 2 lớp cho mình. Mã số là 1514 nha, để em coi cho nó còn mấy cái đây. 1514. Rồi em còn size M nha, 1514 em còn size M, sale luôn là 199.000 cho em. 199k mấy mẫu đang mang luôn, sóc còn size M. Chị nào từ 40 cho tới 50 cân, đây em mặc vừa y nè. Em đang mặc là size M nha, các chị xem form cho em đi, nó vừa y với người em luôn đúng không?
Đó, vậy thì chị nào 40 cho tới 50 cân cho em mình chốt có túi luôn. Em này cũng có kèm hai túi luôn, màu này xinh quá nè. Màu xanh nha, xanh này xanh đậm nên là cũng không có kén da luôn. Rồi 199k cho em thôi ạ. Size M chị nào 40 tới 50 cân cho em mình lên đơn ha. Mã số là 1514 kèm số điện thoại. Rồi 199.000. 199.000 cho em nha. Size em mặc là size, em mặc size M luôn. Em đang mặc là size M luôn á chị Nhã ơi. Em 50 cân thì hầu như là váy nào em cũng mặc size M hết trơn á, là nó vừa. Đây, size M cho em nè. Gọn, đẹp, chất rất là mềm luôn. Bên trong mẫu này có lót mình không mỏng nha. Không có lo mỏng đâu mấy chị yên tâm. Có cổ luôn nè, cổ sơ mi nè. Mẫu này đẹp đi làm đi chơi gì cũng được ha. 199.000 cho em. 199.000 cho em mẫu này, còn hai size M và em quên, em còn có một size thôi, size M thôi nha. Chỉ còn size M thôi, dưới 50 cân cho em mình chốt ạ. Đầm von cát chị ơi, đầm von cát cho em sóc còn size M. Sóc còn size M nha, chị nào lấy thì lên đơn sớm để em tư vấn hành. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước luôn. Em còn cái vest này còn có khoảng mấy cái thôi. Cái vest này em còn có mấy cái, em chưa có ủi nha, nó hơi nhăn xíu. Nè, cái này cũng đẹp, màu này nó cũng màu nâu nhưng mà nó hơi nâu vàng một chút xíu mấy chị, hơi nâu vàng vàng một chút xíu. Đây, sang không, nâu tây, nâu vàng một chút xíu nha. Đây, mẫu này là của đợt trước nha, này không phải hàng mới. Em này là của đợt trước sót lại nha, để em coi còn mấy cái đây. 49. Em còn cho mình size L. Size L với size 2X là em còn 7 đơn size L và 6 đơn size 2X để em xe cho nó hết luôn. Vest nha, em này vest là chất liệu là cô tông lạnh nè. Còn bao nhiêu đơn? 13 đơn cuối cùng sale cho các chị yêu luôn ha. Màu này sẽ là màu nâu nhưng mà nó có pha ánh vàng nha. Nâu nó có ánh vàng cho các chị mình. Còn cái nâu súp ly á, nó nâu thuần luôn, nâu cacao, nâu sô-cô-la luôn. Em này nâu nó có pha ánh vàng một chút xíu. Đợi em chút nha. Rồi, vest em mặc đây còn 7 đơn size L và 6 đơn size 2X nữa là cũng hết hàng luôn ha. Đây là những cái cuối cùng rồi. Em mặc này nó hơi rộng nha, tại vì em đang mặc size L là dành cho chị nào khoảng 55 cân đổ lại hay 50 thì em mặc nó nè, nó hơi rộng một chút xíu nha. À, có hai cái cúp ở phía trước nữa nè. Khóa sau và có kèm cho mình là hai cúp trước rồi. Em này còn lại 13 đơn, trời đẹp quá quý chị. Lâu mặc lại mẫu này nhìn sang ghê luôn á, em chưa có ủi nha. Cái này chưa ủi mà nhìn đã thấy xịn sò như vậy rồi, ủi phát lên là khác liền. Nhận hàng ủi phát lên cho em là ok liền luôn. Rồi, mã số em mặc trên người đây là 1449 nè. Hiện tại shop còn cho mình là 7 cái size L. 7 cái size L và 6 size 2X. Vậy chị nào khoảng 50 cho tới là 50 tới 55 cân là size L. Rồi 60 tới 65 là size 2X. Em còn đúng 13 cái nữa thôi. Đai form đầm cực đẹp luôn cho em có túi nha. 149.000 xả hàng luôn. 149k cho em mẫu này. Chất liệu cô tông lạnh cho em, form đẹp. Nhận hàng em này kiểm tra thoải mái, không đẹp em không lấy tiền. Giá bình thường em bán là 350 cho các chị khách ở trên line. Đó, hôm nay xe 149.000 mà không chốt là hết nha. Có thêm hai cúp quận trước, cúp bọc cùng màu với đầm luôn nè. Cổ vest cho em ha, form đẹp ghê luôn mấy chị coi. Dài qua gối, xè che một trưa. 150 thôi mấy chị. Mua liền đi không nó hết tiếc luôn. Có đúng 7 đơn size L với lại 6 đơn 2X nữa thôi. Mã số giúp em là 1449 nha. Chị nào chưa có lên đơn nè. 149.000 á chị Ngọc ơi, 149.000 cho em nha. Nó hơi nhăn xíu tại em chưa kịp ủi nè, em mới khui trong bịch ra luôn á. Mình thấy em vừa khui trong bịch ra luôn và cái em đang mặc là cái size L, thành ra nó hơi rộng. Nó hơi rộng so với em nha, chị nào 50 cân mặc thì như em, rộng bóp eo lại cho em xíu ha. Cỡ 55 mặc ok đẹp, size L luôn. 7 đơn size L và 6 đơn size 2X nha, đây là form đầm. Giao đến tận nơi kiểm hàng trước thanh toán giúp em 149.000. 149.000 đồng áp dụng cho khách mua trên line của em ngày hôm nay. Chị yêu nào chưa có, lên đơn liền tay luôn, chỉ còn rất là ít luôn ạ. Em chào chị Lương Nhi nha. Rồi size L hả chị, size L cho chị Xu Nguyễn nè. Rồi còn chị nào không, chị Thùy Dương lấy 1449 mẫu đang mang nè. 149.000 cho em váy này luôn. Lên đơn trên line nha, ngoài line không có giảm giá nha cả nhà. Nhớ giúp em là ngoài line sẽ không có được sale nha. Rồi, lấy mẫu nào bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán.
toàn các chị ơi, cố gắng mình lên đơn sớm giúp em ha. Một màu duy nhất nâu có pha ánh vàng nha. Ở ngoài các chị nhìn thấy nó sẽ có ánh vàng rất là đẹp luôn. Mã số sản phẩm cho em là 1449 nha cả nhà. Tranh thủ lên đơn sớm giúp em ha. Hàng giao đến tận nơi, kiểm hàng trước thanh toán, tất cả đơn đều được kiểm tra. Và đồng thời đơn 600.000 mình còn được free ship nữa nha. Rồi qua mã. Vest em mặc có mã số là 1449 nha. Dễ thương, 150.000 thôi, giao hàng tận nơi luôn, khỏi cần lo. Rồi qua một em, đây hoa nhí, nãy em thấy có cái loại hoa nhí, em mặc hai cái sơ mi luôn rồi. Có cái cổ tim em chưa lên nè, chị thích cổ tim không? Cổ tim này của em thì nó có hoa màu vàng. Cổ tim này thì hoa vàng và có cái tay lở nha. Cái kia thì có cổ, này không cổ nè. Đó, ai thích mặc cổ thoải mái lấy cái cổ tim này cho em cũng được luôn. Đà von chị, hoa nhí này là von cho em luôn. Hoa nhí von để em lên cái hoa nhí màu vàng cho mình xem thử nha. Rồi lấy mẫu nào bình luận giúp em nha. Vest em mặc là 1449 ạ. 7 cái size L và 6 cái size 2X nữa thôi là em sẽ hết hàng nha. Chị nào ưng thì chốt luôn, em sale có 150 à. Ngoài em bán 450. Qua trực tiếp shop giá 450. Trên live sale còn có 149.000, rẻ quá trời rẻ luôn. Đây là một em đồng hoa nhí. Hoa nhí em mang có mã là 1535. Rồi, hoa nhí em mang có mã số là 1535 nè. Mẫu này của em cổ tim, tay lỡ nha, phần trên vai có nhúng phồng cho mình. Rồi, 1535 em mặc đây, chất liệu là von gân, sale còn 319.000, đủ size. 1535 đủ size, hoa nhí màu vàng, màu này trắng da. Chị Hạnh Phạm size L49 nè, đây hoa này màu vàng. Cái nền nó hơi màu xám xám nha, màu này trẻ nè, mặc rất là trẻ luôn. Sale còn 319 mẫu em mang nha, mẫu này mẫu mới. Em này là nằm trong bộ sưu tập mới về của nhà em nên là đầy đủ số lượng luôn. Cứ 40 cho tới 65 cân cho em là sẽ vừa nha. Rồi, 40 tiếp 65 cân cho em là vừa nè, xè trơn hai lớp nhưng không có túi. Hoa nhí von gân em may cho mình hai lớp khóa sau. Mẫu này thì không có kèm túi nha. Sale 319.000 trên like của em nè, màu vàng. Nhí vàng nha, hoa nhí vàng 1535. L76 bọn size nào em, size XL cho em nha chị Hòa ơi. L76 chị mặc giúp em size XL là đẹp và thoải mái luôn chị nha. Tại vì XL nhà em là em tới 78 lận. Đó nên là vô tư ha. Rồi đồng này em có đủ size nè. 1535 đủ size cho mình luôn, 40-65 cân trên váy xòe che bụng. May kèm cho mình là lót ở phía bên trong không hề lo mỏng luôn. Rồi sale còn bao nhiêu? 319 thôi. 319k cho em mẫu này, vai nhúng phồng, bắp tay to không lo chật luôn. Von này là von gân nhà em nha, cái tay không có lót. Von gân nhà tay không lót nhưng trong thân đầm em lót rồi, mình không có sợ mỏng nha. Giá sẽ là 319.000 đồng. Em có đủ size, chị nào 40-65 cho em mình chốt ha. Form xòe, form váy xòe dài. Dạ, 1m60 qua gối chị yêu yên tâm. Đây, em đang váy 6 nè. Em đang váy 6, phòng đầm nó dài ngay bóp chân của em luôn. Vậy là em mặc sao chị mặc vậy, y chang nhau luôn. Em cũng váy 6. Size 2X nhà em là L84 chị nha. 1535 là mẫu váy em mang ạ. 1535 là mẫu váy em mang. Chị nào chưa có bình luận nhanh tay giúp shop nha. Rồi lên một cái đầm sơ mi nữa nha. Một em, à sơ mi mới đi. Em mới về cái mẫu sơ mi này cũng đẹp nè. Sơ mi tay lưới nha, mẫu này của em cũng gần hết rồi. Cái tay lưới này mới mà nó cũng cháy hai size rồi đó mấy chị, ghê không? Hàng mới mà chưa gì để size mất tiêu rồi. Em mang mã gì? Em mang là 1535 nha. Sơ mi em mặc là hoa nhí mà, hoa nhí em mang là 1535. Giá là 319 ạ, còn đủ size, 40-65 cân. Chị đã thích hoa nhí thì mình chốt ha. Rồi một cái váy trơn đi, hoa rồi giờ váy trơn nha. 1542 sơ mi trơn phối tay lưới nè. Đây, em có cái mẫu sơ mi trơn tay kim tuyến này cho mình, mã số 1542, hình như còn có hai size thôi. Em nhớ là cái mẫu này nó lẻ size rồi. Để em xíu nha. 1542 rồi.
Chính xác luôn, em chỉ còn size XL và 2X thôi cả nhà. Kiểu sang không? Cái màu mẫu này mặc gọn, cái form váy này may hơi xòe chữ A nè, lên nhìn cực kỳ gọn luôn á. Chị nào tròn người ốm người gì form này mặc đồ hết nha. 55-65 cân là vừa đẹp giúp em. Chất liệu em này có co giãn nhẹ nhẹ luôn. Rồi mã số sản phẩm cho em này là 1542 nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người em đây là 1542 279 thôi cả nhà ơi. 279.000 trong like tối hôm nay của em. Phần tay lưới có phối kim tuyến hình ngôi sao. Nhà hàng kim tuyến hình ngôi sao ngoài lấp lánh hơn trên like nhiều. Phàm nè, dễ thương, chưa có phối cúc phía trước luôn. Rồi hai size cho em là XL và 2X nha. Giảm luôn là 279.000, bình thường thấp nhất cũng phải tầm 350. Vậy nào theo dõi like em là biết em váy này gần đây nhất em bán cũng 350 một đồng, nay sale 279.000 chốt đơn luôn. Hai size cuối cùng em hết là em không về thêm nữa. Size khoảng 38 cái size XL với 34 cái size 2X nữa thôi là em cũng hết hàng nha. Rồi 1542 cho em ạ. Còn size M không em, hết rồi chị, em còn XL 2X nha. 1542 em còn size XL và 2X thôi chị yêu ơi. 1542. Rồi, hai size cuối cùng cho em nha, 279.000. 279.000 đồng chị yêu nào chưa có bình luận sớm giúp em. Chị yêu nào chưa có bình luận sớm giúp em nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được à. Nhanh tay em tư vấn và trừ hàng trừ size cho các chị mình luôn ha. Em mặc trên người mã số sản phẩm là 1542 nha cả nhà. Em này có vải, vải này nó có co giãn nhẹ cho mình luôn ha. Ai chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Chị nào 55-65 cân cho em mình chốt nè. Chị nào 55-65 cân cho em mình chốt mẫu này nha. Màu đen không có màu khác. Tay lưới em chỉ có màu đen thôi. Chị đang thích tay lưới chốt giúp em 1542. Và vải mềm chị yên tâm, đang vải mềm có co giãn nhẹ nhẹ luôn. Đồng này size 2X em tầm 86 mặc vẫn được nha. Chị nào IOL khoảng tầm 85-86 á, này chốt cho em mẫu này. Không có túi, xề trơn cho em thôi, không có kèm túi, có khóa phía sau với lại hàng cúc trang trí cho mình thôi. Đó, mẫu này thì em không có may kèm túi à. 279.000 đồng, mã số là 1542 nha. Chị nào ưng chốt liền trên like. Bên ngoài em bán là 450. Trên like này em sale chỉ có bao nhiêu? 279. Cố gắng mình lên đơn sớm giúp shop. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Ai chưa có đồng này mình lên đơn giúp shop nha. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết ạ. Chị yêu nào ưng ý mẫu đồng của em đây, nhớ bình luận thông tin đầy đủ. Bên em sẽ alo tư vấn cho các chị mình luôn ha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha. Rồi bài livestream này bây giờ em sẽ lưu lại nè. Chị yêu nào vô trễ á, mình xem nào giúp em. Nhớ bấm thích trang, theo dõi trang. Chị nào bấm thích rồi thì em livestream nó sẽ có thông báo cho mình ha. Và hẹn gặp lại các chị mà livestream ngày mai nha. Chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ ạ.